Hôm nay ngày 11 tháng 2 năm 2020 Thứ ba tuần thứ năm mùa thường niên Nam chẳng Đức mẹ lộ đức Trích sách tiên tri Isaiah Các ngươi hãy vui mừng với Jerusalem Và hãy thảy những ai yêu quý nó Hãy nhảy mừng vì nó Ở các ngươi là những kẻ than khóc nó Hãy hân hoan vui mừng với nó để các ngươi bú sữa no nê nơi vú ăn ủi của nó để các ngươi sung sướng bú đầy sữa vinh quang của nó. Vì chân Chúa phán thế này, ta sẽ làm cho sự bình an chảy đến nó như con sông và vinh quang chư dân tràn tới như thác lũ. Các ngươi sẽ được bú sữa, được ẩm vào lòng và được nâng niu trên đầu gối. Ta sẽ vỗ về các ngươi như người mẹ nâng niu con. Và tại Jerusalem các ngươi sẽ được an ủi. Các ngươi sẽ xem thấy lòng các ngươi sẽ hân hoan và các ngươi sẽ nảy nở như hoa cỏ và tốt tới chúa sẽ nhìn biết bàn tay của chúa đó là lời chúa ta ơn chúa mẹ là vinh dự của dân tộc chúng con hời con gây ta con đã được chúa là thiên chúa tôi cao chúc phô trên tất cả mọi người nữ sinh ra ở giang trần chúc tôn thiên chúa là đấng đã dựng nên đất trời mẹ là vinh dự của dân tộc chúng con vì hôm nay thiên chúa ca tôn danh nàng miệng người đời không ngớt tung hô và hằng ghi nhớ quyền năng thiên chúa đến muôn đời mẹ là vinh dự của dân tộc chúng con Alleluia, Alleluia Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy Và cha Thầy sẽ yêu mến người ấy Và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy Alleluia Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mắc Cô Lạy Chúa, vinh danh Chúa Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Jerusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu và họ thấy vài môn đệ người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tộc tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do Thái không dùng bữa mà không rửa tay trước và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi người sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch người đáp hỡi bọn gió hình isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi như lời chép rằng dân này kính ta ngoài mỗi miệng nhưng lòng chúng ở xa ta nó sùng kính ta cách giả dạ dối bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người vì các ngươi bỏ qua các chiếc răng thiên chúa để nắm giữ tập tục loài người, rửa bình, rửa chén và làm nhiều điều như vậy. Và người bảo, các ngươi đã khéo bỏ dưới răng Thiên Chúa để nắm giữ tập tục của các ngươi. Thật vậy, mô đã nói, hãy thọc kính cha mẹ, và ai rửa cha mẹ sẽ phải xử tử. Còn các ngươi thì lại bảo, nếu ai nói với cha mình rằng, những của tôi có thể giúp cha mẹ được là có băng rồi, nghĩa là dân cho Chúa và các ngươi không để cho kẻ ấy giúp gì cho cha mẹ nữa. Như thế các ngươi hủy bỏ lời Chúa bằng những tập tục truyền lại cho nhau và các ngươi còn làm nhiều điều khác giống như thế. Đó là lời Chúa, lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa. Thừa vào Chúa mà đi. Các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà hủy bỏ lời Thiên Chúa các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa. Marco chương 7 câu 13 Suy niệm Nhiều chính phủ trên thế giới đăng nại vào ý muốn của số đông dân chúng biểu quyết qua lá phiếu để chấp thuận những luật lệ trái luân lý như ly dị, hôn nhân đồng tính, cho phép phá thai, an tử, vân vân mà quên nguyên tắc căn bản là các giá trị luân lý không phụ thuộc vào các cuộc thăm dò hay tỷ lệ những lá phiếu nhưng chúng được ban cho từ thiên chúa nại vào cớ phân biệt đạo đời người ta không còn nhận biết chúa giêsu đến cứu rỗi và là đường sự thật sự sống cho hết người hướng dẫn mọi tâm hồn vì thế luật pháp thay vì thăng tiến con người lại trì kéo và làm cho con người an tâm trong những sai lầm của mình điều cốt lõi của lề luật là sống thánh ý của thiên chúa không còn nữa chỉ còn những quy định chung của con người với nhau mà không có một quy chiếu nào với ý Thiên Chúa. Chúa Giêsu cảnh báo tình trạng sẽ càng tệ hơn vì người ta còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa. Mời bạn, nhiều lần bạn được nhắc nhở đề phòng ảnh hưởng của các thứ văn hóa sự chết. Thứ văn hóa sự chết hấp dẫn ta hôm nay là tự mình quyết định không lệ thuộc Thiên Chúa. Bạn có cảnh giác với thứ sự chết này không? chia sẻ những quyết định của nhóm bạn có dựa trên nguyên tắc luân lý khi tô giáo không sống lời chúa đọc kinh sáng soi và đấu chiếu với lời chúa trước khi bạn đi đến một quyết định một hành động cui xin chúa sáng soi cho chúng con biết việc phải làm và khi làm xin chúa giúp đỡ cho một kinh một việc từ khi khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn chúa amen cầu nguyện Lạy Chúa, con muốn thuộc trọn về Chúa Cả tâm hồn, thân xác, cả tư tưởng và mọi trọng lựa của con Xin Chúa hãy dùng con Trích trong 5 phút suy niệm lời Chúa hàng ngày Đức Mẹ Lộ Đức Buổi sáng ngày 11 tháng 2 năm 1858 tại Lộ Đức Một thị trấn nhỏ nằm ở miền nam nước Pháp Trời lạnh như cắt Cô Bernadette Subiru cùng với hai người em khác tự nguyện ra phía rừng cạnh bờ sông Gave để nhặt củi. Bernadette vừa lên 15 tuổi, nhưng cô chưa biết đọc và biết viết. Cô vừa mới cấp sách đến trường của các sơ được một thời gian ngắn để học tiếng Pháp. Bởi vì trong miền cô đang ở, mọi người đều nói một thứ thổ ngữ khác với tiếng Pháp. Hôm đó là ngày thứ năm cô được nghỉ học. Mặc dù bệnh suyễn đang hoành hành, hành nhưng nghĩ đến cảnh nghèo túng của gia đình nên Bernadette đã xin phép mẹ được đi nhặt củi. Bình thường dọc theo bờ sông Gave có rất nhiều cành cây khô nhưng suốt buổi sáng thứ năm hôm đó dường như chị em của Bernadette không nhặt được bao nhiêu. Bernadette mới lần mò tiến về một hang động gần đó mà dân làng có thói quen gọi là Massapien. của đang loài hoài với công việc nhặt củi. Thì kìa từ trong hang, một thiếu nữ cực kỳ diễm lệ xuất hiện. Theo lời mô tả của Đế, thì người thiếu nữ chỉ đạt độ 16-17 tuổi. Bernadette tưởng như mình đang mơ. Cô bước thêm bước nữa, người thiếu nữ cực kỳ diễm lệ đó chỉ mỉm cười. Trong cơn xúc động bồi hồi như một cái máy, Bernadette đã lôi tràn hạt từ trong túi áo ra và cô bắt đầu đọc kinh kính mừng trong ngôn ngữ quen thuộc của cô. Trong ánh sáng chăng hòa giữa mùa đông vẫn còn lạnh đó, người thiếu nữ chỉ mỉm cười. Khi Bernadette vừa lần xong chuỗi măng côi, người thiếu nữ làm dấu cho cô tiến lại gần hơn. Nụ cười vẫn chưa tắt trên môi của người thiếu nữ. Bernadette say sưa ngắm nhìn và tiếp tục đọc kinh cho đến khi ánh sáng bao trùm người thiếu nữ nhạt dần và tắt hẳn. Ba ngày sau đó, sau khi đã có những tiếng xì xầm về tượng lạ đó, Bà mẹ của Bangladesh nghiêm cấm không cho con gái mình trở lại hang Massapien nữa nhưng do một sự thúc đẩy không thể cưỡng bách được, Bangladesh đã trở lại chỗ cũ cùng với mấy chị em của cô. Lần này khi người thiếu nữ mặc áo trắng xuất hiện, Bangladesh đã mạnh dạn hô lớn. Nếu người đến từ thiên chúa xin người hãy ở lại, người thiếu nữ mỉm cười gật đầu. Đây là lần thứ hai người áo trắng hiện ra với cô lần thứ ba cũng sẽ ra như thế vào ngày 18 tháng 2 và liên tiếp trong vòng 15 ngày. Bernadette đã được diễm phúc gặp Đức Maria hiện ra và tỏ lộ cho cô một danh tính vô cùng kỳ lạ. Ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Từ nơi cô đang quỳ cầu nguyện, mỗi khi Đức Mẹ hiện ra, một dòng suối nhỏ đã vọc lên có sức chữa trị mọi bệnh tật. Đó là nguồn gốc của hang Đức Mẹ Lộ Đức. Ngày nay, từng giờ từng phút khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới tung đến để cầu nguyện và xin nhân. đến đó dù tin hay không tin mọi người đều cảm thấy có một sức mạnh lạ lùng lôi kéo để đốt lên một ngọn nến và quỳ gối cầu nguyện. hiện nay khắp nơi trên thế giới đều có những hang lộ đức được thiết kế một cách tương tự để nhắc nhớ biến cố này cũng như kêu gọi lòng tôn sùng mẫu tâm. Nhưng có lẽ ai trong chúng ta cũng có một lần mơ ước đến tận nơi để cầu nguyện. Mẹ Maria đã không hiện ra với tất cả mọi người, phép lạ cũng không hiện ra một cách tỏ tường với tất cả mọi người đến cầu khẩn. Điều quan trọng không phải là hành hương đến tận nơi thánh, nhưng chính là sứ điệp mà mẹ muốn nhắn gửi với chúng ta qua những người được diễm phúc thấy mẹ hiện ra. Sứ điệp đó vẫn luôn luôn là hy sinh là phục vụ và nhất là cầu nguyện bài tích xích lẽ sống